Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, ở trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật kể một câu chuyện như thế này. Có 6 cái con thú, đó là khỉ, giả can, cá sấu, chim, chó sói và rắn. Người ta bắt 6 cái con thú này cột chung nó lại với nhau. Và mỗi con thì đều dùng cái sức mạnh của mình để lôi đi về mỗi hướng. Khỉ thì lôi lên trên cây, cá sấu thì lôi xuống ở dưới sông, chim thì lôi bay lên trên không, giả can tức là con chồn thì lôi vào ở trong gò mã, rắn thì lôi vô ở trong hang và chó sói thì lôi vô ở trong bụi rậm. Trong cái trường hợp ấy, nếu như mà con nào mạnh thì sẽ kéo cái con khác đi về phía của mình. Cũng như thế, mỗi cái căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của phàm phu, nếu căn nào mà huân tập cái chủng tử mạnh thì nó sẽ lôi kéo các căn đi về phía của nó. Thưa tất cả quý vị, sau khi Đức Phật nói cái hình ảnh thí dụ về 6 căn như thế rồi thì Ngài nói thêm là này các vị tỳ kheo, các ông phải dùng cái cây thiền quán để mà cột 6 cái con thú này lại. Khi mà nó đã vùng vẫy mệt mỏi rồi đó thì nó sẽ đứng yên. Quả thật là đúng như thế, Đức Phật đã dùng hình ảnh của 6 cái con thú này để ám chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của tất cả chúng ta đây. Khi mà chúng ta tương tác với cuộc sống thì mỗi căn đều có những cái đối tượng riêng của mình. Nhưng nếu như sự tương tác này mà nó ảnh hưởng nhiều vào căn nào và căn đó sẽ bị lôi kéo đi thì chúng ta sẽ tập trung vào đối tượng đó nhiều hơn. Chính vì vậy, khi bị lôi kéo, chúng ta hãy dùng phương pháp của thiền định quán chiếu để dừng lại sự vọng động của các căn. Khi mà một người đã thực tập thiền quán lâu ngày, thì người đó sẽ biết cách để khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tương tác với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sanh ra những cảm thọ, thì họ sẽ biết cách để mà không bị tất cả những cảm thọ làm cho khổ vui trong đời sống của mình. Và đó cũng chính là những cái cung bậc vượt qua khổ đau khác nhau. Điều này chúng ta có thể thấy rõ khi một bậc thánh đối diện với khổ đau, bậc thánh đó sẽ có cách hóa giải khác và không mang đến sự tổn hại cho mình, tổn hại cho người. Nhưng nếu một người bình thường đối diện với khổ đau, người bình thường đó có thể sẽ rất khó để có thể làm cho mình được yên ổn và người khác yên ổn. Chính vì vậy, dùng cái tâm định tĩnh của mình để mà nhiếp phục tất cả các căn trong cái mối quan hệ của sự tiếp xúc là điều hết sức quan trọng. Đức Phật cũng kể thêm một câu chuyện, đó là có một ông vua, một hôm đang ngồi đó thì bỗng nghe bên cạnh của mình có một người khẽ đàn tỳ bà và cái tiếng của cây đàn kia trầm bổng. Mọi người ngồi xung quanh thì lại rất thích thú với lại cái tiếng đàn đó. Và nhà vua đã bảo đem cây đàn lại cho nhà vua xem. Người đánh đàn mang đến và để ở trên bàn của đức vua. Nhà vua xem xong và bảo rằng tại sao nó lại không phát ra tiếng đàn. Người đánh đàn giải thích là vì thiếu cái bàn tay của người khảy. Thế rồi nhà vua bảo đem cây đàn đó ra và chẻ thành từng mảnh. Sau khi chẻ xong rồi thì nhà vua hỏi là cái tiếng đàn nó ở đâu? Không ai trả lời được cả. Và thế là nhà vua nói đem cái cây đàn này đốt đi. Thế là mọi người đem đốt, sau khi đốt xong nó thành tro rồi thì nhà vua thổi cái tro đó bay đi, rồi nói với mọi người là chỉ có một chút đó thôi mà làm mê hoặc bao nhiêu là người. Thưa đại chúng, cái thí dụ về cái cây đàn và tiếng đàn đó để chỉ cho sự giả hợp của thân phận chúng ta đây. Chúng ta được tác tạo nên bởi những cái yếu tố, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái yếu tố này đây đã gìn giữ cho cái mạng căn của mình, và từ nơi cái mạng căn này mà chúng ta tác tạo nên vô vàn sự khổ và vui. Khi mà chúng ta tương tác hợp lòng phải ý thì nơi cái thân phận của ngũ uẩn này sinh ra sự hứng khởi. Nhưng mà rồi khi tất cả những cái sự tương tác đưa vào ở bên trong làm cho mình buồn khổ thì cái thân ngũ uẩn của chúng ta đây liền lập tức khổ. Chính vì lẽ đó, sự giả hợp của thân phận cũng như sự giả hợp của cây đàn và sự tác tạo nên tất cả những cảm xúc như thể là những cái tiếng đàn nó vang ra, tất cả đều chỉ là sự giả hợp không có thật. Vì cái lý do đó mà tương tác trong cuộc đời này chúng ta cần phải có yếu tố của thiền định. Nhờ thiền định mà chúng ta mới thấy được cái an lạc thật sự ở trong tâm hồn. Còn nếu như không thì khi chúng ta tương tác với tất cả những cái giả cảnh, những cái hợp duyên của đời sống sẽ rất dễ làm cho chúng ta bị chi phối và khổ lụy. Cầu mong cho đại chúng khi chúng ta tương tác giữa cuộc đời này hãy nhớ rằng tất cả
chỉ là hoa đốm giữa hư không, tất cả chỉ là một thoáng hợp thôi, rồi nó sẽ chia ly mà không để lại tì vết gì hết thảy. Cho nên đừng có bám víu nhiều quá mà khổ lị trong thân và tâm của mình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.